chào cả nhà. Thì mấy hôm nay nhóm mình có nhận được tin nhắn của mấy anh chị ở xa cả nhà, nói là lâu rồi không có ăn cái món cơm cháy khô quẹt. Sẵn tiện mấy chị em cũng đang thèm nên là hôm nay rủ nhau làm cơm cháy khô quẹt ăn. Thì tại dịch bệnh á rồi không có bán nên hay làm nhà luôn. Cháy khô quẹt thì mình ăn với rau, rau trắng ngon đỡ ngán. Rau này có rau nhút nè, đậu đũa với rau lan cả nhà, đi hành hòm luộc ăn vô mắt này, bỏ hành ngon đó luôn. Con quẹt cái mình kho nó cay cay ha, nó béo nữa, chấm cơm cháy nữa, có cơm cháy mỡ đã, cấp mỡ 12 tháng luôn. Nó muốn tỏi nè, bắn cho nó vàng cho nó tròn á. Bây giờ cái mỡ này nè rồi mình sắc ra, mỡ có thật á, sắc ra rồi cái mình thắng cho nó vàng gì nè. Dạ thì này rồi cái mỡ mình kho nó mỡ con quẹt á, nó giòn giòn. Béo cái mỡ này nè, mình để dành mình xào mình chiên cá rồi đó, mình xào đi đi mỡ là cá nó cho nó kho nó luôn. Mấy ngày trước nó còn hơi nhỏ nhỏ, nghĩ là bữa nay ăn được. Bữa nay làm cái mất tại hổm mà mấy chị em đi hái hai trái bầu đó bự quá trời luôn. Nay chắc bị nha. Lúc đó mình đi bẻ là em thấy là xa xa còn nhiều lắm luôn. Cách mở mình thắng vậy là được nha cả nhà. Trời ngon quá hả? Để hồi mình bỏ chung với khô quẹt. Vừa giòn mà vừa béo. Không quá. Hấp dẫn. Ăn đó chắc lên ký. Tự như dữ béo chị Như. Con khoái kho đồ, kho cá, kho thịt mà để cái tách mỡ vô. Để mà giao tiếp đi đặng là mình luộc. Kho cá là chị Như. Con sắc thịt không mày? Con sắc thịt. Cái thịt này mình sắc không mỏng nè. Hồi xúc lên nó có miếng miếng nhất đã. Ngon ghê, mới hái cây sẵn. Có miếng muối nữa không ạ? Hái trình cây sẵn, chị Như hái luôn cho hai đứa ổi nè cả nhà. Rồi con luộc gần rồi nhúc trước đi. Dạ, để máy vô. Dạ
này mình luộc tới thôi chứ mình không có luộc lâu hả? Một trâu nó bị gục. Cây sơ được rồi, cây sơ gấp ra được rồi. Để không có gì để ý. Dạ bé ơi. Ê chân này gấp. Giờ hạt sốt xong rồi mình sẽ ướp nha cả nhà, ướp cho nó thấm trong mùi khô vàng. Bây giờ làm cơm cháy luôn nha cả nhà. Đây là mình cho vô một bánh tỏi nè. Cho một muỗng đường. Hai đứa coi rau chín nhất rau qua đi. Chín rồi đó, gắp được nha cả nhà. Hết được rồi con ơi. Đây là nước màu mình cho vô cho cái màu nó đẹp. Những này mình thấm nước á, cho cơm nó đừng có dính. Thịt này mình ướp khoảng 5-10 phút nha cả nhà, cho thịt thấm á, mình kho lên cho nó vừa ăn. Cái gì vậy? Này mình kho chín rồi mình mới để tách mỡ sao mà. Rồi mình kho bắt lên kho làm chín mình bỏ tách mỡ. Mình xoay cái chảo cho nó đều nha cả nhà. Mình làm miếng nhỏ nhỏ thì vừa ăn. Cho cái bạc chảo cho nó đều á, nó mới vàng đều. Chứ mình thấm cái giá là mình nhận cho nó để chín cơm. Thì chỗ thấy làm để nó cúc dừa nó lắm ha. Nó không có dừa. Nên hết dừa, hỏi người mới cháo nấu nào không có dừa. Dừa bỏ vô nó béo. Nó thơm, nó thơm miếng mình cháy. Cơm này nè cả nhà, mình làm cơm dẻo nó dính nha. Cơm khô quá nó bời gài á, nó không có dính. Cơm khô chứ khó làm đâu nha. Khó làm á. Cơm dẻo nó mình nhận ra nè, nó dính lại. Nó cũng sắc nước rồi, bây giờ mình đỡ để tách mỡ vô. Tiêu nhiều ăn cho nó thơm. Chín rồi nằm ha. Rồi ta mắt nó để lên nó đi. Mấy đứa dọn chén mấy đứa ơi. Dạ. Đóng yên với Châu Huyền Ca dọn chén nha con. Hai con làm miếng gèo. Đẹp quá ha. Ừ. Con cái nó giòn rụm rụm luôn á. Cái này là ăn hậu á. Cho nó không đẹp ngon quá hả? Ừ. Nó thơm ngon ha. Như làm đó. Tự hào tự hào. Em thấy nó giờ đỏ vậy. Thấy nó giòn luôn. Nó giòn lắm. Bữa nay giáo nó đẹp quá à. Chắc muốn ăn cái thì cái bước cộng cho qua ngọt. Chấm với bầu luộc ngon lắm á.
Thì cả nhà ơi, nãy giờ mấy mợ cháu cũng làm xong cái món cơm cháy kho quẹt rồi cả nhà. Hồi chiều mấy mợ cháu cũng có ăn cơm rồi á, này cũng muốn ăn giặt. Cái này muốn ăn giặt thôi nên nhà mình đang ăn hơi trễ. Ăn cơm mất dạ rồi ha. Đúng rồi. Giờ mời cả nhà cùng dùng với mấy mợ cháu lên nha. Mời cả nhà. Này là món đỏ quá. Cháy cái mà hai là. Té ra hả? Hay sao? Cho mà hai đi. Đi không thấy quên gì đó. Mà thấy quên cái muỗng rồi đó. Muỗng con đi đó muỗng. Nắp đi Thảo Nguyên nó giòn lắm luôn á. Đỏ quá nè. Ừ, nhà ơi. Cụm luôn á. Chị như thế này. Wow. Bây giờ mình sẽ xé ra. Mình gấp lên ăn đi. Ấy giòn gụm gụm luôn. Ừ. Thấy mà hai chị nãy nghe gấp. Còn giờ ăn thử không chứ đi còn làm sao cái. Giòn gụm gụm luôn á. Ừ. Nó còn ở cũng thật. Ừ. Giòn mà nó thơm ghê luôn á. Này để vô ha. Béo béo nè, cách mở nè. Ừ. Nó cảm thấy chị Lúa cho hay bứt thêm một cọng này. Ừ. Ôi trời, nhìn này cả nhà ơi. Nó vừa giòn vừa béo. Ôi. Cơm cháy giòn ha, chấm vô này nó ngon mặn. Cay cay nữa. Phải ớt mày nhá. Này cay cay mới ngon. Nên mình chấm vô cũng được nữa. Chấm gì nè. Mời cả nhà nha. Nó dính với nước à, thật sao? Chạy. Ngon quá. Cái món vật này ăn no thôi. Tấp mỡ. Tấp mỡ béo béo. Ớt cay cay, nước đậm đà nữa. Ngon quá. Con thấy cái quạt này mình làm cay cay nó ngon hơn mà. Ngon rồi. Em thấy người ta làm nhạt nhẽo. Ngon mỡ hơn. Chấm hơn. Chấm hơn nhúc. Em thấy người ta làm nhạt nhẽo lắm luôn á. Không có màu. Chứ nó không có cay gì. Thấy làm màu sắc này kia đậm đà lắm ngon. Ừ. Ăn miếng bầu thôi. Bầu luộc chấm với kho quẹt ngon lắm. Thấm vô nước bầu. Nếu mà không có dịch bệnh mình đi mua thêm trứng cút với cơm khô ha. Mà dịch này gì ngon lắm hả? Ừ, dịch ngon lắm mà. Thấy kiểu mấy người làm không có về quê được á chị Như. Dịch này nè, ta hẹn thì lắm luôn á. Món ăn dân dã, vừa đơn giản vừa ngon nữa. Giòn quá ha, cơm cháy giòn ha. Rau món ăn giật nhưng mà chất lượng lắm nha. Nè, mình ruột nó chín á. Nó vừa tới luôn, nó bị ruột, nó giòn. Chưa hết cái này luôn. Ngon quá. Chấm bầu ăn ngon lắm con. Yeah. Ôi dính cái nước không à. Tự nhiên miếng này nó gãy ngang xưa. Chấm cái bầu nó ngon. Ngay cho mặn cũng giòn. Nó cười cười có ớt á. Tuy nhiên thơm rồi. Ngon quá à. Miếng tách mỡ nó ngon ha. Nó giòn. Nước nó đậm đà quá. Chảo hồ vẹt này mình nấu cho cháu mình ăn cũng ngon mà. Bỏ vô. Sáng sớm nè. Nó là châu trắng. Có ngày nữa. Rau. Thật luôn. Thật luôn cho khỏe. Nhìn mấy kia mệt á. Kẹp chúng miếng ớt luôn. Chúng miếng ớt ăn nó cay cay béo không. Thích mỏ. Nước đậm đà quá à. Chấm những bầu cũng đậm đà nữa. Có thử mỡ béo. Mỡ béo thì giòn giòn ha. Dạ. Ăn đậu đũa nè. Đũa ngon. Cắt lên đũa. Ngọt. Thì hít hà, hít hà. Còn chúng miếng ớt rồi đó. Cay cay nhưng mà ấm. Trời con không biết bao lâu mới ăn cái này trời. Ăn lên ăn cho đã rồi. Con mút có thèm lâu mới có dịp. Mút có thèm mới nói chị Như. Lâu mới có dịp làm. Rồi sao giờ? Dồn ha. Ăn dồn. Ăn chưa? Cốp 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 luôn. Trời ơi, làm dám. Ăn ớt nè, chút xíu nè. Ăn đi, ăn ớt đã lắm. Chị Như hứa là không cay đâu. Cay nhưng mà ăn thấy đã. Ăn cay là mắc rồi chị Như. Kho quẹt nó cay cay á. Cay cay mặn mặn ngọt ngọt nó mới ngon. Ngon là chưa ăn miếng này nha, để dứt miếng đây. Ngon mà. Có bỏ ngon thôi. Thấy ăn này no thôi luôn á. Ăn không ngán. Được cái ăn nó ngọt ngay chứ ngán luôn á ha. Cũng như cái cay mà ngọt. Bữa nào mà nó nấu cơm hơi nhiều quá cái làm gì nha. Để làm cơm làm ngon. Giòn quá ha.
Bữa nay kêu Quyền Trăng nấu cơm á, chừa cơm cháy. Mình kho cái chả này ha. Cái nồi đất này kho là mới đúng bài nha. Đúng rồi. Nồi đất này kho thịt kho cái cũng ngon mà. Mình để lâu. Nấu cơm ngon lắm đó nha. Cơm dạ. Món này cũng như ngày xưa chứ gì nha. Mẹ em không có ăn gì nha. Ôi, có cái nồi đất mà còn kho cái này vô nữa. Và cái lò đất nó giữ được cái độ nóng á. Đúng rồi. Mình nhắc xuống á nó còn sôi ù ù ục luôn á kìa. Nó giữ được nóng lâu. Gèo. Ngon quá. Không biết màu nữa. Bà mẹ chị mới đi hái. Đồ tươi tươi sống. Trên cây trên cây hẳn hoi chứ chưa rụng nha. Trên cây hẳn hoi do chị Như cắt xuống. Ôi. Organic á. Đồ organic. Cái miếng nó giòn lắm đó nha. Dạ. Miếng bự dày cay ngon quá à. Em muốn cái miếng dưới. Mình cho còn miếng nè. Miếng dưới. Đẹp thế. À, trời ơi đổ. Ăn vừa ăn mà vừa hết hà. Giờ em hết hà vậy trời. Cái miếng siêu tông rồi. Hồi chiều chỉ ăn cơm lóc giả một chút thôi. Món chính lại này. Không, chiều không dám ăn cơm no. Chiều bụng. Vì này là có tông tính trước rồi. Ở chợ bán phần cũng 20-30 ngàn lắm ha. Mẹ em thấy cũng không được nhiều như vậy không? Không ngon đâu, không ngon như mình đâu. Đâu có thật nhiều đâu. Chứ mình làm thì mình làm nó ngon hơn. Vâng, bán không có đầy đủ bằng. Mà cái mình phải làm mặn quá chị Nhân. Người ta nếu mới vừa hỏi vị mặn không? Biết người ta làm tao cho ít hỏi vị của mọi người khác nhau. Mỗi nhà có cách nêm khác nhau đó. Nên chỗ người ta nấu á, người ta pha nước cho nó. Ghê đó. Mình phải bắn ghẻ đôi mắt chứ. Mình kiểu nhầm người khẩu vị á. Đúng không? Người thích ăn mặn, ăn ngọt. Ở chợ mà, giống như là có ăn đỡ vậy đó. Ăn càng ngon. Tớ thèm. Ở vườn mình cũng ăn vậy đó. Cũng như mình khi đi ra ruộng hay đâu cái bẻ mới ra có chúng ta phải mua. Ở ngoài chợ là có chứ ớt cũng phải đi mua. Đúng rồi. Ở vườn được có rất nhiều á. Ở nhà có đứa ăn rau lan chưa? Được chưa. Nghe con ăn con nhất với bầu mà. Ngon quá. Rau này á, để được nó còn nó chưa chín quá á. Nó còn dần dần. Nó dần dần. Còn xanh luôn không? Ừ. Nó xanh ha, để rau luộc nó xanh. Đụng rồi lấy ra ghiền. Được rồi, mình bắt nước thôi thiệt là sôi á. Bỏ vô nó giữ màu xanh. Còn muốn ăn cay thì mong còn ớt nữa nè. Hai trái luôn. Cay muốn. Có miếng ớt kìa. Chấm vô này nó ngon. Ăn đi. Ăn đi. Không cay đâu. Mình sợ rồi chứ. Ủa mẹ hồi nãy mình bỏ lớp mỡ mình có bỏ thịt kim không? Thịt với lớp mỡ. Cắn miếng nào là biết miếng đó là có lớp mỡ hay không á. Giòn. Mỡ giòn. Một cái giòn rồi mà ăn như này. Cá quá. Cái mỡ nè. Cái mỡ nó giòn. Nó y như ớt nè. Thời ấu hơ. Ừ.
mấy người ở xa xứ á. Rồi dịch bệnh kiểu nào xuất khẩu lao động qua bên nước ngoài á, rồi dịch cái người ta bệnh khỏi à. Dịch nghe bệnh luôn. Trời buồn á, tội nghiệp á, tội nghiệp đi làm á. Bệnh ta phải có gì sao ta làm ở dưới quê như không chứ cái gia vị nó cũng được giống tại dịch mà ta bệnh không về được vì hoàn cảnh nó đi xa vậy thôi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi nồi lắm rồi đó. Con cũng nồi đâu không đâu đi mình cứ hấp đi dạ ăn hấp với rau rau ngon không hay còn chừa ớt lại kìa lần nào cũng bỏ không có chỉ chân chứ như buồn á ăn cái bông để tượng trưng thì cả nhà giờ mới mở cháo cũng dùng xong cái món cơm cháy kho quẹt này nè cả nhà. Cũng cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Nắng Đẹp Miền Tây. Giờ thì mấy mở cháo xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha. Tạm biệt cả nhà.